Xin chào các anh ạ, đến với video số 215 của kênh đầu câu Toko Japan nha. Sáng nay em có một ít máy đứng gửi đến mấy anh ha. Xây thực thì tầm khoảng là 2.000 cho tới 7-8.000 luôn nha. Có một con máy đến từ hãng Daiwa Seabot Mastic nha mấy anh. RD2 nha, có cốt trợ lực to đùng cho mình luôn ha. Hàng nội địa Nhật luôn ạ. Máy thì có một vài con máy đẹp ken cho mình luôn nha. Độ mới hơn 95% ha. Cần thì sẽ lên một ít cần Heiichi, cần lua, cần ngâm, và cuối clip sẽ có một cây cần Sancha nha, khoen Fuji Sitgon đẹp ken cho mình luôn ạ. Và phiên bản cắm gốc ạ. Rồi đầu tiên thì em sẽ lên phụ kiện trước cho mình ạ. Phụ kiện mã số 1 thì em gửi đến với anh đó là thẻo câu bóng đục nha. Cái thẻo này thì em sẽ ghép combo gồm 15 dĩ nha. Mỗi dĩ thì nó hai thẻo cho mình ạ. Cái thẻo thì nó sẽ có 3 lưỡi nha anh, có ngạnh luôn ạ. Ngạnh sắc bén cho mình luôn ha, khó xảy cá ạ. Loại này thì em ghép combo 15 dĩ, mỗi dĩ hai thẻo này thì tổng thể nó là 30 thẻo nha, mỗi thẻo 3 lưỡi cho mình ạ. Bề dài của nó thì tầm khoảng là hai ô ly tập và bề ngang là một ô nha mấy anh. Đấy. Ngoài câu bóng đục thì mình còn có thể câu cá trê nữa nha mấy anh, câu trê ha. Đấy. Combo mã số 1 em bán với giá là 100k nha, thẻo câu bóng đục ạ, 15 dĩ mỗi dĩ hai thẻo nha, mã số 1 100k. Mã số 2 thì em gửi đến mấy anh đó là lưỡi săn hàng nha mấy anh, lưỡi câu biển nè, câu cá tra sông nha, đánh hồ dịch vụ đều được luôn ha. Lưỡi thì nó cái đầu của nó bo tròn như này nha. Đấy, anh nào mà không thích đầu tán dẹp thì lưỡi này rất là ok nha. Lưỡi này thì rất là chắc chắn, to này, có ngạnh nha, nhại cá và khó xảy cá cho mình luôn ha. Một combo như này thì hơn 300 lưỡi nha. Lưỡi số 10 thì độ lớn của nó tầm khoảng là 3 ô rưỡi tập. Lưỡi số 11 là 4 ô và lưỡi số 12 là 12 ô nha. Một combo như này rất là nhiều nha mấy anh. Combo 10 hộp trên 300 lưỡi nha. Mua một lần xài được rất là lâu ha. Mình chia cho anh em bạn bè đồ xài cũng được luôn nha. Combo mã số 2 em bán với giá là 100k, mã 2 100k, lưỡi PVLC nha. Đấy, gồm 3 size nha, 10, 11 và 12 ạ. Rồi em qua cước nha. Cước mã số 1 thì em gửi đến mấy anh đó là cước tim Daiwa hàng nội địa Nhật nha. Đường kính là 0.35mm tại cá 10kg cho mình luôn ha. Một cuộn là 100m thì em ghép combo 3 cuộn là 300m, tổng thể là 300m nha. Nói liền không cắt rời nha mấy anh. Combo mã số 3 cước tim Daiwa, đường kính 0.35mm tại cá 10kg ạ. Tổng thể là 300m, em bán với giá là 100k thôi ạ. Mã số 3 100k. Mã số 4 thì em có cước Sufix, đường kính là 0.45mm tại cá 16kg cho mình nha. Đấy, cái loại này thì sợi cước nó cũng mềm nè. Đấy, dẻo dai cho mình luôn ha, rất là ok ạ. À, cầm sợi cước rất là chắc chắn. Một combo thì em cũng ghép 3 cuộn là 300m với nhau nha mấy anh, 300m ạ. À, mã số 4 em bán với giá là 100k, cước Sufix 0.45 tại cá 16kg cho mình nha. Mã 4 100k. Mã số 5 thì em có cước RXR nha, đến từ hãng Bassa Made in Cỏ Gàng cho mình luôn ha. Loại này thì đường kính là 0.28mm nha. Đấy, câu lua ha, câu ngâm đều được cho mình ha, có tem chống hàng giả cho mình luôn nha mấy anh, rất là ok ạ. Một hộp là 100m nha, tại cá trên dưới 7kg cho mình luôn. Nó có cái màu nâu sẫm như này nha, màu nâu sẫm cho mình ha. Đây. Mã số 5 cước RXR, đường kính 0.28mm tại cá trên dưới 7kg, một cuộn là 100m, em ghép combo 2 cuộn là 200m, em bán với giá là 120k nha mấy anh. Mã số 5 120 ạ. Mã số 6 thì em cũng có cước RXR nhưng mà đường kính của nó to hơn nha, đường kính 0.42 tại cá trên dưới 18kg cho mình luôn. Một cuộn như này là 150m nha mấy anh. Em ghép combo 2 cuộn thì tầm khoảng là 300m cho mình ha. Cái loại này thì nhiều hơn cho mình nha. Đây, đầy dung luôn. Cũng là cái màu nâu như này nha. Tại cá 41LB cho mình luôn ha. Trên dưới là 18kg ạ. Cũng đến từ hãng Bassa luôn. Có tem chống hàng giả. Mã số 6 em bán với giá là 120k. 2 cuộn tầm khoảng 300m. Mã số 6 120, 300m dây. Mã số 7 thì em có cước American nha, cước Mỹ nè, đến từ hãng Bassa cho mình luôn ha. Đấy, Made in rõ ràng. Loại này thì đường kính là 0.4, tại cá trên dưới 17kg cho mình nha. Loại này phản hồi rất là tốt nha mấy anh. Nó có cái màu nâu tươi hơn cái màu của cước RXR nha. Đấy, màu nâu đỏ cho mình luôn ha, sáng bóng luôn nè. Cũng rất là dẻo dai cho mình luôn. Một cuộn là 150m thì em ghép combo 2 cuộn thì tầm khoảng là 300m. Em bán với giá là 120k. Mã số 7 em bán với giá là 120k, 300m dây cước Mỹ nha, đường kính 0.4 tại cá 17kg ạ. Mã số 8 thì em có dù BE bây giờ em còn cái loại này là size số 9 nha mấy anh, size số 9 nha. Nó có cái màu xanh rêu nhìn rất là đẹp nha. Đấy, công nghệ 8x bện 8 sợi lại với nhau nha, rất là chắc chắn cho mình luôn ha.
hàng nội địa Nhật đây ạ. Made in Japan, gõ gàng cho mình luôn nha, không phải sợ hàng trôi nổi nha mấy anh. Một cuộn là 100m, em ghép combo 2 cuộn là 200m nha, em bán với giá là 100k, mã số 8 100k cho 2 cuộn dù nha, rất là rẻ cho mình luôn ha. Đấy, em nhập về giá thanh lý mới có giá này nha mấy anh. Thường thường mua thì sẽ một cuộn là đã giá như vậy rồi nhá. Mã số 8 100k, 2 cuộn dù số 9 nha. Tải cá là 65kg nha, 65kg 130 lb nha mấy anh, 65kg ạ. Mã số 8 100k. Hết phụ kiện rồi em qua máy nha mấy anh. Mã số 1 thì em gửi đến mấy anh là một con máy Ryobi nha, SS 1000. Xây thực thì tầm khoảng là 1000 luôn nha mấy anh, máy chạy với bạc đạn cho mình luôn, hàng nội địa Nhật nha, hàng nội địa Nhật ạ. Ngoại hình thì còn đẹp cho mình luôn ha. Vào cước số 2 là được 160m ạ, cước số 320 và cước số 4 là 90m nha. Đấy, ở trên đây nó để là SS 1000 nhưng mà cái số cước của nó tầm khoảng là xây 2000 nha mấy anh. Vào cước số 2 thì được 160m lận ạ. Mô bên sóng là tiếng kêu lưỡi gà còn ha, cần gạt đây, rất là nhạy cho mình luôn nha. Con lăn xứ kháng mặn cho mình luôn ha, full carbon ạ. Nó bị mất cái nắp bên đây rồi nha anh mấy anh. Đấy, Ryobi SS nha, hoạt động máy luôn ạ, máy chạy im mượt cho mình luôn nè, chốt chặn đảo chiều đầy đủ luôn ha. Cái phôi carbon của nó cầm rất là chắc tay luôn nha, hàng nội địa Nhật ạ. Con máy mã số 1 em bán với giá là 390k cho con máy này nhá. Ngoại hình tổng thể thì còn tầm khoảng là 90% nha. Đấy, 90% có một vài vết trầy xước theo thời gian thôi. Mã 1 390, hàng nội địa Nhật. Mã số 2 thì em có một con máy Gon 4000 nha, nhưng mà cái firm máy của nó tầm khoảng 3000 nha mấy anh. Vào cước 0.2 là được 240, 0.25 là 200 và 0.37 là 100m ạ. Ratio 5.2 ha. Lua tốt, ra dây nhanh và thu dây nhanh cho mình luôn. Cối hợp kim thân carbon cho mình ạ. Con này cũng chạy với bạc đạn luôn. Mô bên sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà còn nha, cần gạt. Con lăn ạ, độ mới cao không lỗi lầm, đổi tay quay trái phải được. Anh nào thuận tay trái báo em đổi sang cho mình luôn về, khỏi phải tốn thời gian đổi ha. Đấy, khỏi phải lộng cộng luôn ạ. Mã số 2 xây thực 3000 nha, em bán với giá là 219k cho mình ạ. Mã 2 219k. Mã số 3 thì em có một con máy bên tay phải nha anh, John Scatter nè, IC850 ha. Con này xây thực tầm khoảng 3-4000 ạ. Vào cước số 2 là được 290, cước số 3 200 và cước số 4 là 130 nha. Máy thì cõi là carbon, thân là hợp kim cho mình luôn. Mấy con này thì tải khỏe ha, nồi đồng cõi đá siêu bền siêu khỏe cho mình luôn ạ. Ratio là 3.9 nha mấy anh, ratio 3.9, hàng nội địa Nhật, Made in Japan. Mô bin sóng này, cần gạt. Con lăn ha, con lăn này con lăn xứ nha mấy anh, lăn xứ. Tay quay bên phải nha, anh nào thuận tay phải thì con này ok ha. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ nha, tiếng e khi kéo cá nè. Đấy, máy hoạt động vẫn còn nhẹ nhàng nha. Con máy mã số 3 em bán với giá 130k. Mã số 3 130k cho con máy này nha, mã 3. Mã 4 thì em có một con máy này thì drop đi nha. Spinter 160. Con này xây thực tầm khoảng là 3000 nha, 3-4000 cho mình ha. Con này là bên tay phải nha mấy anh. Anh nào thuận tay phải thì ok nha, tại vì nó gen ngược không có đổi sang bên trái được ạ. À. Đấy, máy thì chạy với bạc đạn luôn, in chữ nổi cho mình ha, có logo hình con cá luôn ạ. À. Hàng nội địa Nhật luôn nha mấy anh, hàng nội địa Nhật, cối là carbon, thân là hợp kim. Mô bên sóng là tiếng kêu lưỡi gà còn. Ngoại hình con này còn đẹp nha, tầm khoảng là 90% ha, có một vài vết trầy xước theo thời gian thôi. Nhưng mà nhìn nó vẫn còn đẹp nha, nhìn nó giống đồ cổ cho mình nha. Hoạt động máy đây ạ. À. Chốt chặn đảo chiều ạ. À. Máy rất là nhẹ nhàng luôn nha mấy anh. Đấy. Con này nó bị mất cái nắp bên đây rồi nha mấy anh, bị mất cái nắp bên đây nha, nhưng mà nhìn nó vẫn còn đẹp nha, cũng không ảnh hưởng gì đâu ha, máy còn chạy rất là mượt mà luôn. Mã số 4 em bán với giá là 250k cho con máy này nha, mã 4250 ạ. À. Một con máy đến từ hãng Ruddy, hàng nội địa Nhật ạ. À. Mã số 5 thì em có một con máy vừa lua và vừa ngâm được nha mấy anh. Con này con máy tên là Ultra Speed C4000, ratio 5.2 nha, cối hợp kim thân carbon. Vào cước 0.3 là được 160m ạ, 0.35 và 120 và 0.4 là 85m nhé. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ, cần gạt. Con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được ạ. Hoạt động máy đây, máy hoạt động ok, chốt chặn đảo chiều đầy đủ ha. Con máy mã số 5 em bán với giá là 270k cho con máy này nhé. Ngoại hình đẹp và mẫu mã còn sáng cho mình luôn nha, 270 mã 5. Mã số 6 thì em có một con máy đến từ hãng Shimano, hàng Malaysia xuất Nhật nha mấy anh. Đấy, cái cối của nó hơi xấu nha, ngoại hình nó chỉ cái cối thôi chứ cái thân máy của nó vẫn còn đẹp nha. Chắc do chinh chiến rồi nó bị va đập, nó bị mớp nha mấy anh.
máy chạy hai bạc đạn luôn ạ, Airblade XT 4000 ạ, xây thực 4000 cho mình luôn. Vào cước số 3 là được 200m, là cước số 450 và cước số 5 là 110m nha. Mô bên sóng là tiếng kêu lưỡi gà còn ha. Con gạt, con lăng ạ, con lăng có màu vàng gold luôn nha mấy anh. Hoạt động máy đây ạ. Máy hoạt động ok. Con này thì tải rất là khỏe cho mình luôn ha. Chất lượng của hãng Shimano thì khỏi phải bàn rồi. Thắng ABS cho mình luôn nha. Tay cầm thì cán gỗ ha. Con máy mã số 6 em bán với giá là 450k nha mấy anh, 450 ạ. À. Nếu như mà con này mà cái cối nó không có bị mớp như vậy thì giá tầm khoảng hơn 600 nha mấy anh. Đấy. Mã số 6 ạ, 450k, mã 6. Mã số 7 thì em có một con máy gold 7000 nha mấy anh. Đấy, con ngâm lăn xê đánh lục săn hàng đều được ạ. À. Máy chạy với bạc đạn. Nó để bạc đạn thôi, nó không có để bao nhiêu nên em không có biết nó chạy bao nhiêu bạc đạn nha mấy anh. Cối hợp kim thân carbon luôn. Radio 5.2 ha. Bây giờ cái phơm máy 7000, cái cối nó to nhưng mà cái phơm thân hình của nó rất là gọn luôn nha mấy anh, không có bị cồng kềnh nha. Vào cước 0.3 là được 300m ạ, 0.4 240 và 0.45 là 190m nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn đây. Còn gẹt con lăng ha. Hoạt động máy mượt mà cho mình luôn. Chạy nhẹ tên luôn nha mấy anh. Radio thì cao ha, thu dây rất là nhanh cho mình luôn ạ. Con máy mã số 7 em bán với giá là 290k nha, 290k, máy đẹp ken cho mình luôn nha, 290 thôi ạ. À. Mã số 8 thì em có một con máy đến từ dòng Long Spoon nha, đây 7000. Vào cước số 6 là được 250m nha, xây thực là tầm khoảng 7000 cho mình luôn nha mấy anh. Vào cước số 5 là được 330m, cước số 6 280 thì cước số 8 là 240 nha. Con này full carbon ạ. À. Ngoại hình thì còn tầm khoảng là 80% nha, do cái cối nó bị tróc lớp xi với bị trầy nha mấy anh. Đấy, cái thân nó vẫn còn đẹp nha, màu nước sơn ánh tiếng còn sáng cho mình luôn nè. Đấy. Máy thì chạy với bạc đạn luôn. Mô bin sóng này tiếng kêu lưỡi gà còn nha, cần gẹp con rất lăn, còn lăn. Con này độ mới còn tầm khoảng 80% nha, máy chạy nhẹ nhàng im mượt cho mình luôn, không một tiếng sầu lắc gì hết ạ, không bị rung luôn nha mấy anh. Con máy mã số 8 em bán với giá là 260k cho con máy này nhé, 260 ạ. À, cái gác cước nó bị gãy rồi nha mấy anh, buộc cước vào trong cái gói luôn nhé. Mã số 8 ạ, 260k. Mã số 9 thì em gửi đến mấy anh một con máy đến từ hãng Daiwa nha mấy anh, đến từ hãng Daiwa. Sportmastic đây, GD2000. Đây. Một con máy đuôi chuột nha, một con máy đuôi chuột ạ. À. Con này đến từ hãng Daiwa. Hợp kim nguyên khối, nồi đồng cối đá siêu bền tại siêu khỏe cho mình luôn. Đấy, mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ha. Con này vào cước số 6 là được 350m, cước số 7 290, cước số 8 240 và cước số 10 là 190 nha. Xây thực thì tầm khoảng là 8000 cho mình nha. 8000, cầm rất là nặng luôn nha mấy anh. Rất là nặng ha. Con này hàng nội địa Nhật nha. Đặc biệt cái nữa là nó có cái cốt trợ lực rất là to cho mình luôn nha. Đây ạ. À. Con này đánh biển là vô tư luôn nha mấy anh. Đấy, đánh cá mập cho mình luôn nha. Con lăng còn sáng trưng nha, chưa có bị rỉ sét hoặc là bị dính cặn muối biển gì luôn ạ. À. Hoạt động máy đây ạ. À. Máy chạy nhẹ nhàng luôn nha. Rất là khỏe luôn. Đấy. Con máy mã số 9 ạ. À. Một con máy đến từ hãng Daiwa. Có cốt trợ lực nha. Hàng nội địa Nhật, em bán với giá là 500k cho con máy này nha. 500k. Mã số 9, 500 ạ. À. Mã 9. Dạ rồi, em hết máy rồi em qua cần nha mấy anh. Số 1 thì em gửi đến mấy anh là một cây cần Heichi nha, hai ngọn đến từ hãng Suzumi cho mình nha. Đấy, hai ngọn, một ngọn 0.9 ly và một ngọn 1 ly nha. Trọng lượng của cây cần này là 116g ạ. À. Cái này chiều dài là 1m8 nha. Đấy, một ngọn là cứng 8, một ngọn cứng 15 nha. Ngọn là ngọn sợi thủy tinh cho mình hết luôn ạ. Ngọn rất là dẻo cho mình luôn nha. Đấy, câu cảnh giác nha, câu bè này. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn nha. Đấy, xoắn nha. Đẹp ken, độ mới còn tầm khoảng là 80% nha mấy anh. Đấy, nó bị trầy xước ở cái chỗ này nha. Bát là bát Fuji FS6 nha. Vàng khoen Fuji loại xứ xám cho mình luôn ha. Vàng khoen Fuji loại xứ xám. Hai ngọn, hai độ cứng khác nhau. Chiều dài là 1m8 mà cứng 8 và cứng 15 nha. Đây, phôi carbon xoắn cho mình luôn nha. Cái bát vẫn còn mới ken cho mình luôn ạ. À. Bát đẹp. Góc đây ạ, à, góc thì ngay chỗ này là bằng gỗ nha mấy anh, chính hãng Suzumi luôn nha. Chính hãng Suzumi cho, tem vàng còn đầy đủ. Mua 1 được 2 luôn nha mấy anh. Cái cần mã số 1, một cái cần Heichi 2 ngọn ạ, à, chiều dài 1m8, em bán với giá là 650k cho cây cần này nhá. Mã số 1, 650.
Mã số 2 thì em có một cây cần hay chi chiều dài là 1m8, cứng 10 nha. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn. Bát buji FS6, bát kim loại trắng nha. Đấy. Trọng lượng là 149 gram và ngọn 0.8 ly cho mình ạ. Tem vàng còn đầy đủ cho mình hết luôn nha. Ngọn là ngọn sợi thủy tinh. Đấy, cái ngọn cái khoen ngay đây là khoen loại sứ trắng nha mấy anh, khoen loại sứ trắng, còn cái vàng này là khoen kim loại cho mình nè. Đấy. Còn sáng trưng nha. Này, còn sáng trưng ha. Màu nước sơn đẹp keng cho mình luôn ạ. Cây này độ mới còn tầm khoảng là 90% nha. 90% ạ. Nó còn một cái dây này buộc luôn nè, rất là ok ạ. À, cái gốc ha. Mã số 2 cây cần hay chi chiều dài 1m8 cứng 10 em bán với giá là 330k nha. Mã số 2 ạ. À, mã 2 330. Mã số 3 thì cây này là 1m8 cứng DX cho mình luôn nha. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn ha. Trọng lượng là 145g và ngọn 2.3 ly, ngọn to cho mình nha. Bát là bát Fuji, tem vàng còn luôn nha mấy anh. Đấy. Cây này độ mới cũng còn tầm khoảng là 90% nha. Phôi đẹp cho mình luôn. Cây này không phải ngọn 2.3 ly đâu mấy anh ơi. Ngọn 0.7 ly nha, ngọn cây này ngọn 0.7 ly à, ngọn dẻo cho mình luôn, rất dẻo. Đấy. Vàng khoen còn đẹp keng nè, khoen Fuji xích này. Cây cần mã số 3 chiều dài 1m8 cứng DX nha, khoen bát Fuji nha. Em bán với giá 500k cho cây cần này ạ, 500k, tem còn đầy đủ hết cho mình luôn nha. Mã số 3 500. Mã số 4. Số 4 thì em có một cây hay chi chiều dài 2m1 cứng 10 ạ. À. Đây cứng 10 ha. Đến từ hãng Olympic nha mấy anh, chính hãng Olympic ạ. À. Tem vàng còn chung cho mình này. Trọng lượng là 140g và ngọn 0.9 ly, bát Fuji FS6. Ngọn sợi thủy tinh cho mình luôn, vàng khoen Fuji loại sứ cho mình luôn ha. Ngọn 0.9 ly, ngọn dẻo cho mình nha. Đấy. Màu nước sơn còn sáng luôn, đẹp keng cho mình ạ. À. Màu nước sơn còn sáng nha mấy anh. Đây, chính hãng Olympic cho mình luôn ạ. À. Cây cần mã số 4 em bán với giá là 480k cho cây cần này nhé. 480 ạ. À. 480. Mã 4. Mã số 5 thì em có một cây là chiều dài 2m1 cứng tầm khoảng là 10 hay cho tới 20 nha mấy anh. Trọng lượng là 170g và ngọn 0.9 ly ha. Cây này là cái ngọn cứng 10 nha mấy anh. Cây này ngọn cứng 10. Bát là bát Fuji FS6, vàng khoen Fuji cho mình luôn ha. Sáng đẹp keng ạ, à. Ngọn là ngọn sợi thủy tinh ạ. À. Ngọn 0.9 ly cho mình nè. À. Màu nước sơn, cái lóng ở trên đây nó hơi bị trầy xước nha mấy anh, bị trầy xước nhẹ nha. Đấy, nhìn tổng thể cũng còn ok, chỉ bị trầy xước dâm thôi. Đấy, vàng khoen thì đẹp keng cho mình hết, màu nước sơn thì sáng bóng, có mã code đầy đủ cho mình luôn nha. Cây cần mã số 5 chiều dài là 2m1 nha, phôi carbon xoắn cho mình luôn, cứng 10, em bán với giá là 500k cho cây cần này nhé, 500k, mã số 5, 500 ạ, mã 5. Mã số 6 thì em gửi đến mấy anh đó là một cặp cần lua nha, em bán nguyên cặp không xé lẻ ra nháy mà nha mấy anh. Cặp này là cặp cần máy đứng nha, ngọn là 2.5 ly và trọng lượng của một cây cần là 117g nha. Màu nước sơn thì đẹp kìa, tay cầm thì cán mút cho mình luôn ha. Đây ạ. À. Vàng khoen loại sứ còn sáng trưng luôn nha, độ mới cao không lỗi lầm đâu ạ. À. Cặp cần mã số 6, một cặp cần lua nha mấy anh, cần lua nha. Đấy, chiều dài là 1m8 mà em bán với giá là 199k cho cặp này nhé. Mã số 6 199k, mã 6 ạ, mã 6. Mã số 7 em có một cây cần chuyên câu lăng xê này, chiều dài 1m8, tải mồi là 70 cho tới 100g, độ cứng tầm khoảng 50 cho tới 80 nha mấy anh. Một cây cần trophy ombre giữa màu xanh dương và màu xám nhìn rất là đẹp nha. Vàng khoen loại sứ thì phát quang cho mình luôn. Đây ạ. Ngọn của cây cần này là ngọn 3 ly 2 nha. Trọng lượng của cây cần này là 199g ạ, à. 199g cho mình ha. Vàng khoen còn đẹp keng cho mình nè. Cây này độ mới cao nha. Và câu ngâm, lăng xê, đánh cá sông đều được luôn nha mấy anh. Đấy. Cái phôi như cầm rất là chắc tay cho mình luôn ha. Tay cầm thì cán bút, bát thì kim loại chắc chắn cho mình luôn nha. Chiều dài 1m8 ạ, à. Em bán với giá là 160k. Mã số 7 160k cho cây cần này nhé, giá rẻ hợp lý cho mình tập câu, câu giải trí, câu tham khảo đều được hết luôn nha mấy anh. Mã số 8 thì em có một cây cần lua đây ạ, à.
Cây cần si bích lô chiều dài 2m1 phôi carbon nhám cho mình, cầm rất là chắc tay, không bị trơn trượt. Cây này thì nó có trọng lượng là 118g và ngọn 2 ly rưỡi nha. Cây này ngọn to, ngọn 2 ly rưỡi, độ cứng tầm khoảng là MH cho mình luôn nha mấy anh. Đấy. Khoen là khoen Bát Hãng nha, khoen Bát Hãng. Màu nước sơn sáng bóng, bát còn sáng cho mình luôn. Ngọn 2 ly rưỡi, trọng lượng 118g, chiều dài là 2m1 bằng cây cần mạ số 8. Em bán với giá là 220k nha. 220k cho cây cần này ạ, mạ 8. Mã số 9 thì em có một cây cần lua skin tone nha mấy anh. Nó còn túi đầy đủ cho mình hết luôn nha. Đây, skin tone nha. Cây này chiều dài là 2m4 nha. 2m4, độ cứng MH. Tải mồi từ 10 cho tới 30g, tải cá 5-10kg cho mình luôn. Đấy, màu phôi đẹp, phôi carbon rod cho mình luôn nha. Cây này thì nó còn tem đầy đủ nha, mã code đầy đủ, hàng Korea xuất Nhật, tay cầm cán mút đẹp ken cho mình luôn nha. Cây này phản hồi rất là tốt nha, lên cá rất là rực rỡ ạ. Đấy, vàng khoen Bát Hãng, khoen lua to cho mình luôn nè. Cây này nó có trọng lượng là 154g và ngọn 2 ly cho mình ạ. Ngọn 2 ly 154g. Đấy. Đẹp ken luôn nha, độ mới cao không lỗi lầm, còn túi luôn ạ. Nhận hàng được kiểm tra hàng nha mấy anh, rồi hả, thanh toán nha. Đấy. Cây cần mã số 8, chiều dài 2m4, cứng MH, rồi em bán với giá là 750k nha mấy anh. 750k cho cây cần này ạ. Mã số 8 là 750 ạ. 750, một cây cần lua cứng MH. Mã số 9 thì em gửi đến với anh một cây cần lua nha. Cây cần lua phôi carbon xịn cho mình ha. Đến từ hãng Yamaga Blend, hàng nội địa Nhật luôn nha mấy anh. Tất cả dàn khoen đều là công ty Sigon cho mình hết luôn nha. Khoen đẹp ken cho mình ạ. Phôi thì carbon xoắn ít 2 da nha, phôi rất là cứng cáp và rất là ổn áp ạ. Cây này thì nó có chiều dài là 2m4, cứng MH, tải mồi từ 30 cho tới 60g nha, mình tải nhái thật mình lua luôn cũng được ạ. Lua lóc, lua chẽm, ghền nè, lua biển nha. Nhái thật đều được hết luôn nha, sử dụng dây BE từ dây số 1 tới dây số 3, mã code đầy đủ cho mình hết luôn. Vàng khoen thì đẹp ken, trọng lượng là 189g và ngọn 2 ly 3 cho mình luôn nha. Đấy. Tay cầm thì cán mút êm ái cho mình ha, vàng khoen to cho mình luôn nè. Tất cả đều là Fuji Sigon cho mình hết luôn nha mấy anh. Đẹp ken ạ, à, độ mới cao không lỗi lầm luôn. Đấy, cái phôi cầm rất là chắc tay luôn ạ. À. Màu nước sơn thì sáng bóng cho mình luôn ha. Bát thì nó có in chữ Yamaga đẹp cho mình luôn nha. Đây. Phôi đây ạ. À. Đẹp từ gốc cho tới ngọn luôn ạ. À. Một cây cần lua săn hàng nha. Đấy, lua bạo lực cho mình luôn ha. Tải mồi từ 10, tải mồi từ 30 cho tới 60g nha. Mình tải nháy thật, mình lua cho có cảm giác nha mấy anh. Cây cần mã số 9 ạ, một cây cần Yamaga Blend ạ. Đấy, hàng nội địa Nhật nha, chiều dài 2m4, cứng MH. Em bán với giá là 1.250.000 nha. Mã số 9, 1.250.000 ạ, mã 9 ạ. Mã số 10 thì em có một cây cắm gốc vừa dít vừa lua được nha mấy anh. Đấy, màu đỏ đây, màu đỏ thì chứng tỏ lên cá rực rỡ luôn ha. Đấy, phôi carbon sẵn cho mình luôn nha. Trọng lượng là 148g và ngọn 2 ly cho mình luôn nha. Vàng khoen Bát Hãng ạ, à, khoen thì đẹp ken. Ngọn 2 ly ha. Cái bát nhìn rất là đẹp nha mấy anh. Đấy. Có cẩn kim cương luôn nha mấy anh. Đấy. Cây này thì nó có cái gốc là tầm khoảng là 50cm và cái ngọn của nó là 1m6 nha mấy anh. Tổng thể của cây cần này là 2m1 nha. Tổng thể cây cần 2m1 ạ. À. Màu nước sơn còn sáng trưng luôn nha. Cây này độ mới cao không lỗi lầm luôn nha, đầu vu thì đẹp cho mình luôn nè. Cây cần mã số 11 và em bán với giá là 450k một cây, vừa dít vừa lua được luôn nha. Thông số đầy đủ trên cần cho mình luôn nha mấy anh. Nếu như mà tính theo độ tải lua thì nó là độ cứng mờ nha, còn dít mồi thì tầm khoảng là 60 cho tới 120g nha. Dít cá mát báo quơ 11kg luôn nè, tải GBE từ dây số 2 tới dây số 4 nha, đầy đủ cho mình luôn. Phôi thì phôi carbon sẵn. Cây cần mã số 11 em bán với giá là 450k cho cây cần này nhé, thông số cực khủng nha mấy anh. Cây cần mã số 12 thì em có một cây cần Raron nha. Cây này chiều dài 2m1 nha, câu ngâm lăn xê đánh xong đều được luôn ạ. À. Phôi thì cứng cáp cho mình, độ cứng tầm khoảng 60 cho tới 100 ha, tải mồi vô tư cho mình luôn ạ. À. Dàn khoen thiết kế dàn khoen nòng súng chịu lực tốt cho mình luôn nè. À. Ngọn 4 ly ạ, à, trọng lượng là 196g cho mình nha. Ngọn 4 ly ha, ngọn to. Anh nào mà thích câu ngọn to mà đánh cá xong ngọn to, cây này vô tư nha mấy anh. Màu nước sơn đây, phôi thì phôi carbon xoắn ẩn mình với màu nước sơn nha.
Màu nước sơn thì đẹp kem, màu xanh nõn chuối nha mấy anh. Màu xanh nõn chuối phát quang cho mình luôn ạ. Bát thì bát kim loại này. Khúc cuối có một cái khoen cục dây bảo hộ cho mình luôn nha mấy anh. Đẹp kem ạ. Cây cần mã số 12 em bán với giá là 250k cho cây cần này nhé. Mã 12 250 ạ. Mã 13 thì em cũng có một cây cần lăn xê nha. Anh nào mà không thích màu mè thì lấy cây màu đen này nhé. Pho carbon xoắn cho mình luôn ạ. Thiết kế dàn khoen nằm súng chân ngắn nha. Đấy. Ngọn 3.6 và trọng lượng của cây cần này là 260g, 206g nha, 206g ạ. Pho carbon xoắn cho mình luôn ạ. Chiều dài là 2m4 nha mấy anh. Độ cứng 60 cho tới 100. Sử dụng dây PE thì dây số 3 tới dây số 6 vẫn ok nha. Đấy. Bát đây. Cây này đã có thử nghiệm tại tỉnh 2kg rồi nha, mấy anh. Đây ạ. Dàn khoen. Khoen đẹp ken hết nha mấy anh. Cây cần mã số 13, chiều dài 2m4 ạ. Chiều dài 2m4, cứng 60-100. Phôi đẹp cho mình luôn. Em bán với giá là 390k nha. Mã số 13, 390 ạ. Mã số 14 thì em muốn gửi đến mấy anh đó là một cây cần ISO nha. Đấy, ISO khoen lớn cho mình ạ. Chiều dài 5m3, cứng 5 luôn nha mấy anh. Cứng cao cho mình luôn ha. Đến từ hãng Daiwa luôn ạ. Bát là bát Fuji, dàn khoen Fuji loại xứ xám đẹp ken cho mình luôn nha. Đây ạ, chính hãng Daiwa ha. Màu nước sơn ánh tiếng còn sáng nha, có một vài vết trầy xước theo thời gian thôi. Đây. Hàng bãi mà điều đó khó tránh khỏi nha mấy anh. Hàng Korea xuất Nhật cho mình luôn ạ. Mã có tem vàng còn đầy đủ hết luôn. Dàn khoen đây. Sáng trưng cho mình luôn nha. Cây này nó có trọng lượng là 406g và ngọn 2 ly. Ngọn 2 ly nha mấy anh, ngọn 2 ly ạ. Em ra cần cho mình xem luôn nha. Phôi thì phôi carbon xoắn này, sáng bóng cho mình luôn nha. Dàn khoen thì đẹp kìa. Cây này độ mới hơn 90% nha. Mà có tem còn đầy đủ hết luôn ạ. Màu nước sơn cực đẹp và cứng cao cho mình luôn, cứng tận 5 nha. Cây cần mã số 14 mà em bán với giá là 1.450k cho cây cần này nhé. 1.450 cho cây cần chính hãng Daiwa nha. Hàng Korea xuất Nhật cho mình luôn. Màu nước sơn còn sáng bóng nha. Vàng khoen thì đẹp kìa. Mã 14, 1450. Mã 15 thì em gửi đến với anh đó là một cây cần ISO nha. ISO biển Sea Hunter. Chiều dài 3m6, cứng 120 nha. Phôi thì phôi carbon xoắn hai da cho mình luôn nha. Cầm rất là chắc tay. Bát là bát Fuji luôn. Vàng khoen Fuji loại xứ nha. Thiết kế dàn khoen chịu lực rất là tốt luôn nha mấy anh, cứng cáp cho mình luôn ạ. Không có một điểm để chê luôn nha. Chính hãng Olympic, hàng nội địa Nhật cho mình luôn. Chính hãng Olympic. Trọng lượng là 526g và ngọn 2 ly 5 cho mình luôn nha, ngọn to ạ. Chiều dài 3m6 mà cứng 120 nha mấy anh. Thiết kế dàn khoen chân quỳ cho mình luôn nha. Rất là ổn áp đây. To cho mình luôn ha. Đây, dàn khoen. Đây ạ. Khoen còn đẹp ken nha mấy anh, dàn khoen còn đẹp ken ạ. Chất liệu thì chống rỉ sét cho mình luôn nha. Ngọn 2 ly 5 đây ạ. Phôi carbon xoắn đây nè mình nè. Cây này câu cá mập luôn cũng được nha mấy anh. Phôi xoắn đẹp cho mình luôn ha. Phôi xoắn đẹp. Chiều dài 3m6, bát Fuji, dàn khoen Fuji loại xứ đẹp ken cho mình luôn nha. Đấy. Cái này là cái thiết kế của nó không phải bị trầy hoặc là bị giặt gãy lóng gì đâu nha mấy anh. Đấy. Cây cần mã số 15 em bán với giá là 2.650k cho cây cần này nhé. 2.650 ạ. Mã 15 2.650k cho cây cần này ạ. Đấy, hàng hiếm nha mấy anh, lâu lâu mới có một cây thôi ạ. Mã 16 thì em có một cây cần 3 khúc nha. Đánh gền bạc bãi và lục đầu cần cho mình luôn ạ. Cây này chiều dài là 3m6. Đấy, đến từ hãng Olympic cho mình nha. Màu nước sơn thì còn đẹp nha. Độ cứng tầm khoảng là 25-30 nha mấy anh. Trọng lượng của cây cần này là 646g và ngọn 3.9 cho mình luôn ạ. Ngọn 3.9, màu nước sơn thì đẹp ke nha. Cây này độ nảy nó còn tốt nha mấy anh. Độ nảy còn tốt ạ. Gàng khoen loại xứ này, sáng trưng cho mình hết ha. Khoen to đùng luôn này. Bát là bát kim loại nha, bát FS7 nha, bát FS7. Cây cần mã số 16 em bán với giá là 350k cho cây cần này nhé. Cần 3 khúc phíp nha, đánh bạc bãi, ghen và lục đầu cần cho mình ạ. Mã số 17 ạ. 17 thì em có một cây chiều dài đến từ hãng này,
chiều dài 3,9 đến từ hãng Daiwa nha, 3,9 nè. Cây này độ mới còn tầm khoảng là 85% nha mấy anh, 85%. Trọng lượng là 707g và ngọn 3.1 ạ. Độ cứng thì cũng tầm khoảng là 30 cho mình ha, 30 ạ. Cái bát to cho mình, cái bát Fuji nè, bát Fuji, còn cái khoen to đùng cho mình luôn nha. Khoen to ha, khoen gọi sứ trắng cho mình ạ. Cái này nó bị dính nước sơn nha mấy anh, dính nước sơn. Chủ cũ họ họ làm gì bị dính nước sơn nha. Đấy. Góc đây. Cái này là bằng gỗ nha mấy anh, nên trọng lượng của cây cần nó trở nên nặng nha. Cây cần mã số 17 em bán với giá là 320k nha, mã số 17 ạ, 320 ạ, mã 17. Mã 18 thì em có một cây chiều dài cũng là 3,9 luôn nha. 3,9, cây này cũng đến từ hãng Olympic luôn. Olympic ạ. Trọng lượng là 735g và ngọn 3.5 nha, vàng khoen lỗi sứ. Còn sáng chân nha. Ngọn 3.5 ạ. Màu nước sơn cũng còn ok nhưng mà nó bị trầy xước theo thời gian. Cây này độ mới còn tầm khoảng là 80% nha. Chắc cây này cũng chinh chiến dữ lắm đây mấy anh. Bát là bát kim loại cho mình ha. Cái tem thì vẫn còn nhưng mà nó hơi cũ xíu nha. Đây. Chính hãng Olympic cho mình ạ. À. Mã số 18 em bán với giá là 380k cho cây cần này nhé. Chiều dài 3,9 ạ. À. Chiều dài 3,9, mã số 18 ạ. À. 380k. Mã số 19 thì em gửi đến anh một cây cần cắm gốc săn tra nha, Avoluton ha. Vàng khoen Fuji loại sứ xích luôn nha, vàng khoen Fuji loại sứ xích chân gôn. Đấy. Cây này nó có trọng lượng là 390g gian và ngọn 3.2 nha, ngọn 3.2 ạ. Đây, ngọn 3.2 cho mình ha. Gọn nhẹ cho mình luôn nha. Cây này thì nó là phôi carbon sống 2 da cho mình nha mấy anh. Đấy, vàng khoen thiết kế vàng khoen 3 chân cho mình ha, chịu lực tốt ạ. Cái gốc đây. Cái gốc của nó là 80cm nha mấy anh. Và cái ngọn của nó là 1,6 tổng thể. Cây cần này là 2,4 nha, 2,4 ạ. Vàng khoen Fuji Sigon cho mình hết, đẹp khen ạ. Một cây cần săn tra nha, tải mồi mát 1,5kg nha mấy anh. Tải mồi mát 1,5kg luôn ạ. Đầu bu thì đẹp khen cho mình luôn nè. Phôi sáng bóng. Một cây cần săn tra phiên bản cắm gốc nha. Ngọn 3.2, trọng lượng là 390g. Em bán với giá là 1.900.000 nha mấy anh. Mã số 19, 1.900.000 ạ. Mã số 19 ạ. Đấy. Và rồi cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại ghi trên màn hình nha. Hoặc Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. Chào các anh.